Thác nếp của tớ sẽ thắng. Không, đất đai của tớ ngầu hơn. Chào nha. Wow. Chào. Ô không, nhìn xung quanh kìa, ngay phía sau á. Chuyện gì vậy? Chào buổi chiều, có muốn chơi không nè? Chúng ta sẽ đánh bại được họ. Các cô bé tới đây. Bọn trẻ đáng ghét, chúng lại thoát nữa rồi. Các em an toàn rồi. Chúng ta là một đội tuyệt vời, phải không? Chứ còn gì nữa? Chuyện gì vậy? Chúa ơi, cô ta đã trở lại. Chúng là của ta. Đủ rồi. Cha, làm tốt lắm Khát Nát. Miss Delight đâu rồi? Đi mất rồi à? Chúng ta đã an toàn. Biến bọn em thành đất đây và Khát Nát với. Được thôi, thoải mái. Chúng ta sẽ bám sát kế hoạch. Nào Khát Nát, chúng ta còn có rất nhiều việc đó. Cuộc phiêu lưu chính thức bắt đầu. Nhìn này, tớ là Huggy Wuggy to lớn. Tớ là Khát Nát khổng lồ nè. Chúng ta sẽ đi khắp nơi dọa trẻ con. Và nô đùa vui vẻ. Ồ, các em, phải có ai đó để mắt tới bọn trẻ mới được. Các cô bé, đến đây. Dạ. Bọn em đã sẵn sàng. Wow. Gì thế ạ? Wow. Nút bí ẩn làm em thấy hồi hộp quá. Nào, ấn nó đi. Được rồi, em sẽ chọn nút này. Em được đồ ăn vặt. Chị mê sô-cô-la lắm. Chị cũng đói nữa. Xương nè, cục cưng. Khúc xương trong mơ của chị. Trong đầu cậu chẳng có gì ngoài đồ ăn hết cả. Xương ơi, em nữa, chờ em. Xương đâu mất rồi? Này cục bông à, chị không cần thi thố gì nha. Chạy đi, tạm biệt. Cuốn là loài kỳ lạ nhất luôn á. Vậy bé yêu, giờ em nhấn nút nha. Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ chọn nút nào nhỉ? Nút này. Bé yêu, đợi chị nha. Chị sẽ cứu em khỏi cơn sóng thần vải này. Nhìn em tồi quá đi. Chẳng hài hước tẹo nào. Được rồi, em nói đúng. Chị sẽ sửa lại ngay. Giờ thì ổn rồi đó. Tìm thấy cục xương rồi. Được rồi, chị sẽ cho em một miếng bé cuốn nè. Đây. Nè, cậu cũng phụ luôn đi nè. Có cả đống đồ luôn á. Tớ có thể tìm được. Yêu, khó quá à. Không, không, không. Chẳng có gì cả. Ồ, nhìn nè. Một chiếc áo phông màu cam chính là nó. Biết rồi, mình sẽ nhấn nút bên phải. Sai rồi. Lúc này ổn áp nè. Hộp của chúng ta có tất cả các vật dụng luôn. Ồ, cái này cho tớ nè. Tuyệt vời. Mình sẽ vẽ hình lưỡi liềm bằng mẫu có sẵn. Tuyệt. Tiếp theo tô bằng sơn vải màu vàng. Hoàn hảo. Mặc áo phông của em vào đi. Nắng hoàn hảo. Cảm ơn chị. Còn áo phông của em đâu? Em thích lắm. Đồ của bé nè, mèo nhỏ. Mặc thử đi. Cảm ơn chị Khát Nát. Chuyện nhỏ như con thỏ. Phấn khích ghê. Tớ phải nhấn cái tiếp theo. Ồ, nhìn kìa. Cái gì vậy? Wow, là cột cào móng kìa. Tớ mê nó lắm. Chúng ta đã làm rất tốt việc đánh lạc hướng đám mèo. Giờ thì nhấn nút thôi nào. Oh yeah, vải đẹp may váy cho em nè. Mà chị không có kéo. Nhìn kìa, đúng rồi, bộ vuốt bén. Này, tránh ra. Cho tớ xin một phút đi. Rồi đó, cứ thoải mái mài móng của cậu nha. Tránh đường coi. Oh yeah, thiên đường là đây. Tuyệt vời, thật hoàn hảo. Cầm thắt lưng thun nha. Chị sẽ cột hết vải của chúng ta vào đây. Chị sẽ lấy cái gì đó ra. Đây, đây là váy của em nè. Cảm ơn chị nhiều nhiều. Váy đã sẵn sàng, em thử nha. Xuất sắc. Cảm ơn nha, đáp đây. Chị thật sự rất tốt bụng. Sao mình đỉnh thế nhỉ? Hai chị thật tuyệt vời. Ai cha cha, ta có vài thứ cho các ngươi đây. Những món quà nho nhỏ. Có chuột. Chuột, tóm được rồi. Chuột, chuột, chuột. Xuất sắc. Ồ, nó đây rồi. Hai em biết đấy, mèo thật sự rất ngốc.
Đã hạ một. Tiếp theo nào, bóng tới rồi đây. Bóng. Chẳng mất tí sức nào cả. Đã đến lúc vui chơi rồi. Ồ không, tớ sợ lắm. Ta tới ngay đây. Các bạn ơi, hãy nhấn nút thích nha. Nhanh lên, để Miss Delight không thể giết tụi mình. Xin các bạn đó. Nhanh lên, làm ơn. Bọn mình đang rất cần lượt thích của các bạn. Hãy cùng nhau nha. Yahoo, thành công rồi. Lượt thích có thể cứu bọn mình. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn thật là tuyệt vời. Bắt được quả bóng rồi. Có chuyện gì ở đây vậy? Miss Delight đã đến. Bọn em đã đuổi bà ấy đi. Bla bla bla, chắc chắn rồi. Chị phải làm sao với tóc của em ta? Ồ, chị có ý này. Nhấn một nút nữa. Oh yeah, lọn tóc hoàn hảo cho một kiểu tóc hoàn hảo. Chúng ta phải bỏ bím tóc đi, để chị tạo kiểu tóc đẹp hơn cho. Em thấy kiểu này thế nào? Đỉnh lắm luôn ạ. Ổn cả rồi, em kiệt sức luôn rồi nè. Họ đã làm tóc hay sao vậy? Này, kiểu tóc của bọn mình xong rồi. Ai quan tâm chứ? Tớ còn làm đẹp hơn cơ. Cần câu ư? Nghiêm túc đó hả? Sao cũng được. Để xem đại dương có thể cho chúng ta thứ gì nha. Ồ, to quá đi. Nít cơ à. Cho em được không? Cầm lấy. Chị sẽ thả trôi thanh sneaker này. Cái gì? Một thanh kẹo khổng lồ. Chúng ta tiếp tục câu cá thôi. Oh yeah, may ghê đó. Một bộ tóc giả nàng tiên cá cũ. Nhấn nút thôi. Em thích lắm ạ. Chúng ta sẽ sơn theo màu chúng ta muốn. Xong rồi. Thử tóc mới của em nè. Đừng có nhìn rộm chứ. Màu này hợp với em lắm ạ. Nút màu đỏ này là gì vậy? Đừng ấn. Rõ ràng là mình sẽ ấn nó. Không. Chạy lẹ, chạy lẹ. Này, ta đây. Ồ, có nút hủy bỏ nè. Tua lại. Nhìn kìa chị, họ lại đang ấn nút nữa. Không sao đâu, chị có sẵn một chiếc nút nè. Thôi nào, làm việc đi. Giao hàng đây. Wow, quá trời đồ trang điểm luôn. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trang điểm lấy cảm hứng từ đó đây. Kẻ mắt và má hồng. Wow. Em đùa thôi mà. Họ trang điểm rồi, chúng ta phải theo kịp thôi. Em cũng muốn ạ. Được rồi, chọn một cái nút nha. Nút này ạ. Thật sao? Em biết đó, chị có thể làm được vài việc. Quay một cái nào. Xong rồi. Trang điểm khách nát của em xong rồi. Cảm ơn mèo yêu. Em biết cái tiếp theo nè. Chào hai cô gái. Thấy vẻ ngoài của tớ thế nào nè? Tuyệt đó, của tớ cũng đẹp nè. Vấn đề là cậu không làm được như này. Em ấy đang cố thổi khí vào chúng ta kìa. Sao mình không làm được? Chẳng có tác dụng gì cả. Bé yêu, có chuyện gì vậy? Em không thể thở được khí ngủ. Em chỉ cần hướng dẫn cách thở ra khí đúng cách mà thôi. Bước đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Bước 2, cố gắng thở ra hết sức có thể. Hiểu chưa? Ủa, khép nát. Chị ấy đi đâu rồi? Không thể nào, mình đã làm được hả? Cứu với, thả chị ra. Các bạn, nhấn nút thích để thả khép nát ra nha. Năn nỉ các bạn mà. Yeah. Chúng ta làm được rồi. Đầu mèo của tôi. Ồ, khép nát. Chị ổn rồi. Nợ các bạn lần này đó. Kệ họ đi, chúng ta sẽ chọn nút tiếp theo. Đây là vải nè. Cơ mà chị định làm gì với nó hả? Cứ bình tĩnh. Chế độ cuốn cuồng nộ. Găng tay của em đây. Ồ, đáng yêu hết sức vậy á. Em không có găng tay. Bàn chân của em cũng hói mất. Ồ, biết rồi. Này bé cuốn, đến đây. Nào, đặt hai bàn chân của em lại đi. Như này nè. Được ạ, được. Phép thuật. Bây giờ em cũng có găng tay nè. Chị có phụ kiện cho em đây. Gì thế này?
đúng thứ đang tìm luôn á. Và đây là đôi tay. Wow, cảm ơn chị. Đeo vòng cổ vào thôi. Úi chà, thật sự rất hoàn hảo. Tiếp theo mình sẽ chọn một cái nút cho mình. Nút này. Oh yeah, cái gì đây? Wow, đồ trang sức quý giá. Mình bỏ sót cái đó rồi. Ai nói trang sức vậy? Mình sẽ bắt tay vào việc. Wow, họ còn gì nữa không ta? Đứng yên. Một con cuốn hoang. Đây, muốn chơi vài trò không nè? Đứng yên, đây là thuốc nổ. Ô không, nút ma thuật của chúng ta. Đồ cuốn thua cuộc. Tạm biệt. Ô, xin chào tên trộm. E là ngươi sẽ phải trả lại đồ trang sức rồi á. Tất cả các nút đều hỏng cả rồi. Đây là đồ trang sức. Có chuyện gì với mấy cái nút vậy? Chúng ta cần thợ sửa nút rồi. Này, tới ngay nha. Việc này gấp lắm luôn á. Này, hớt ghi, cậu sửa được không? Chắc chắn rồi. Tránh ra, nó sẽ sửa nó. Gì cơ? Xin lỗi nha, không sửa được. Nếu vậy thì ra ngoài đi. Đây là lỗi của cậu á. Cậu chứ? Không, là cậu. Chân của cậu đặt vào nó mà. Là tại cậu đó. Cậu phải giải thích đi. Sao phòng bừa bộn quá vậy? Tụi mình làm gì vậy nè? Bắt tay vào dọn dẹp thôi. Tránh đường ra coi. Bàn, giường. Sao mà nặng muốn chết vậy? Sắp xong rồi. Tiếp đến là tấm thảm. Bên này là cổ khát nát. Được rồi, nếu vậy thì chỗ đất đây ở bên đây. Sao chị chả tự động não được chuyện gì hết vậy? Mà mình thù dai lắm đó nha. Mình cũng muốn nữa. Phải kiếm tấm màn. Ủa? Tạo chiếc lều trên giường nữa. Tuyệt. Mình biết rồi. Mùa săn cuốn chính thức khai mạc. Thế này sẽ an toàn hơn. Đầu của mình. Nhỏ cuốn khờ này. Em coi chừng chị nha. Cũng đẹp phết nhỉ. Mê quá trời. Gì thế này? Bàn đầu giường xinh xắn. Hơi nặng đó nha. Bắt tay vào việc thôi. Dùng bìa cứng bọc lại. Khỏe miệng nè. Chị tính làm gì thế? Cắt ra. Tuyệt vời. Giúp mình nha. Cảm ơn. Nhiều màu sơn này là đủ rồi. Tô màu trực tiếp lên nè. Em quậy quá đấy. Đừng chọc chị nữa. Đừng hòng cản chị. Sắp xong rồi. Gắn thêm đôi tay vào thôi. Trong lúc đó, cứ ăn thôi. Giờ đặt chiếc bàn lại bên cạnh giường. Tuyệt vời. Ngon quá đi. Gì thế hả? Ăn chưa chùi mép kìa. Ra là thật à. May mắn là mình nảy ra ý này nè. Tách phần muỗng ra. Rồi dán lên dĩa. Cố định quanh dĩa. Rồi thêm tấm gương ở giữa. Đỉnh luôn. Để trên tủ đồ còn đẹp hơn nhiều cơ. Chao. Dễ thương quá à. Sợi dây có vẻ hay nha. Kéo dây thì sao nhỉ? Tấm thảm à, đúng lúc đang cần. Wow. Mình cũng muốn tấm thảm. Xê ra coi. Gì thế này? Tôi không có cần hạt bông tròn.
đừng buồn vậy mà. Sao bất công quá vậy? Mình có ý tưởng này. Tự thiết kế tấm thảm bông tròn tuyệt đẹp quá nào. Giúp mình xíu với nha. Cảm ơn. Triển liền nào. Làm tấm thảm hình đầu cát nát nè. Trông ngầu quá ta. Giờ chỉ cần cắt theo đường viền và tấm thảm xong rồi đây. Em gái yêu, tặng cho em nè. Xe ra. Tấm thảm cũng gì và này nọ đó chứ. Dọn dẹp thôi. Đem chiếc đèn yêu thích đến nơi phù hợp tốt hơn thôi nè. Tuyệt vời. Đèn sàn này đúng là siêu sáng luôn đấy. Không còn bụi nữa nha. Cây đèn yêu thích đó hả? Ủa, ngã mất rồi. Xu ghê đấy. Phải trốn thôi. Đèn của mình. Không. Bị hỏng mất rồi. Năn nỉ mấy cậu, hãy bình luận ai là hung thủ nha. Từ từ, cứ bình tĩnh. Mình sửa được mà. Trước hết, lên kế hoạch cải thiện cây đèn. Đôi mắt chỗ này. Gắn tay hai bên. Triển thôi. Gắn đôi mắt và mũi bông tròn. Đến miệng rồi tai nữa. Chiếc đèn sàn y như mới vậy. Giờ phải nghỉ ngơi xí. Cún con ngủ kìa. Tuyệt. Vô tình mình lại có bịt mắt đỉnh lắm đấy. Tân trang lại xíu thôi. Chị ơi, em có bịt mắt ngủ này đã gấp 10 lần luôn. Mơ đẹp nha. Ngủ thôi. Sao không nhìn được gì cả? Sàn nhà cứng quá ta. Nhìn chị kìa. Sao em vui thế? Chị cứ coi đi nè. Wow. Đẹp quá à. Chị đúng là khờ biết không? Giờ mình giống y hệt đất đi. Chỉ cần đổi màu mắt nữa là xong. Tuyệt vời. Gặp đất đây đi. Hả? Còn mình thì sao? Phải tự vẽ mặt nạ cho mình thôi. Rồi đeo kính khát nát vào. Gặp khát nát đi nào. Không được rồi. Khát nước quá đi. Cho mình xin miếng nước nha. Cảm ơn nhiều. Đồ ăn vặt kìa. Ngon quá đi. Quá đã. Có vẻ căng bụng rồi. Nhưng mà không biết để rác ở đâu bây giờ. Cuốn con chụp lấy nè. Gì hả? Sao nhiều nắp chai quá vậy? Sáng kiến vừa nãy ra rồi đây. Mình gắn chiếc nắp lại với nhau và sẽ hóa thành thùng rác xinh xắn. Em cứ bỏ rác vào đây nha. Mơ đi. Sao cũng được, để chị tự nhặt. Chuyện nhỏ như con thỏ. Rác là của em mà. Chị đừng hòng lấy nha. Chị cứ giữ cái xô này đi. Trước tiên, cứ cắt bỏ phần thừa đi. Rồi sơn miếng nhựa nha. Gắn tay mèo. Xong rồi. Đồ trang trí khát nát đã hoàn thành. Tuyệt vời. Ôi trời. Gieo hạt giống vào thùng nè. Chị âm mưu gì thế hả? Nhảy múa ca hát á. Em không ở yên xem vụ này đâu nha. May ghê. Mình luôn giấu thuốc diệt cây dưới gối đấy. Tạm biệt sự sống. Chị dám phá à? Phải lên kế hoạch mới. La 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 la. Phải đào cái cây lên. Kết thúc câu chuyện. La 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 la. Bớt đi nha. Chị ngưng phá kế hoạch của em đi. Coi bé nhện hù chị chết khiếp nè. Ghê quá đi. Biến giùm. Mình ghét nhện.
Làm gì đi. Được rồi, đợi xíu. Cố lên, để chị đuổi nó. Xong rồi nè. Xin lỗi, chị không cố ý đâu mà. Chị có băng đầu nè. Rồi đó, tuần sau em tháo ra là ổn thôi. Xong rồi, em đi ngủ đi. Mình biết làm gì tiếp theo rồi. Chiếc bàn hơi giản dị nhỉ. Tân tiến xíu nào. Xin chào, giao hàng à. Cho mình đặt hàng nha. Đầu của tôi. Sao nhanh ghê ta. Khui hàng thôi. Đúng màu tím luôn nè. Chiếc bàn với một nửa màu tím và nửa thì màu vàng nè. Tuyệt. Cắt bỏ chỗ bị thừa. Chiếc bàn đó hoàn thành. Xém thì quên bén bộ ấm trà. Em ơi, lại đây nào. Uống trà với chị nha. Được rồi, em nghĩ trò này hay lắm. Nhìn kìa. Gì thế? Sao không có gì? Đùa thôi mà, sốt cà chua đấy. Chả vui đâu nha. Chị chán mấy trò nhạt nhẽo này rồi. Chị đi đâu vậy? Trang trí phòng chứ làm gì. Cứ mơ đi nha. Em cần ranh giới chia lãnh thổ công bằng. Bên này của em. Đừng xâm phạm nha. Sao cũng được. Té ra nhìn đẹp mắt đó chứ. Bức tượng khác thường của em. Ủa? Bức tượng của em. Hàng độc nhất vô nhị đó. Là do chị. Em về khóc một mình đi. Phải làm gì đây nhỉ? Có cách rồi nè. Buổi biểu diễn bắt đầu. Chả quan tâm đâu. Sao cũng được. Nồng nhiệt chào đón pháp sư đất đây nào. Không. Bắt đầu buổi diễn. Ba la si bùa. Xem kỹ nha. Biến ghế bình thường thành ghế khách nát tím nè. Lại đây. Em bỏ lỡ trò vui mất đó. Cũng hấp dẫn nhỉ. Một chút thôi. Im lặng. Phép thuật thật sự bắt đầu. Trợ lý, giúp nha. Kéo đi. Trò này đỉnh quá vậy. Vẫn còn nữa đó. Mình trang trí phòng với nhau đi. Chị thấy hay đó nha. Hoàn thành rồi. Đập tay nào. Yêu chị lắm đó. Mẹ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Phòng của hai đứa kìa. Đỉnh quá đi. Mẹ thích lắm. Hoan hô. Hai đứa giỏi quá. Tạm biệt mẹ. Chắc tụi mình thay đồ đi ha. Ý hay đấy. Giờ tốt hơn rồi nè. Bắt đầu xây dựng. Này, bọn mình đang thi công chỗ này mà. Để đánh bại bạn đó. Được hả, chị gái? Ban đêm, ngủ trưa đủ rồi đó. Phải nhanh lên mới được. Dù sao thì tự mình lắp cái khung cũng được mà. Túi không làm mình thất vọng đâu. Chuẩn luôn. Ban đêm, tránh ra đi. Wow, được rồi nè. Vậy giờ ai nhanh hơn đây? Không đời nào bọn mình thắng được đâu. Sẽ ổn thôi mà. Quá tuyệt. Ở đây cũng vậy. Bọn mình sẽ là nhà vô địch. Đêm vẫn còn dài. Trang trí căn phòng theo cách của riêng mình thôi. Nhàm chán. Hay nha. Chị thấy thế nào ban đêm? Ban đêm. Lại ngủ nữa rồi. Nhấn vào giỏ hàng. Cái gì vậy? Giao hàng. Ha, đến thật đúng lúc. Nè, đầu. Ban đêm, dậy chưa? Phòng của mình đã xong rồi. Ánh sáng. Wow, mình cũng muốn cái như vậy. Có cách rồi nè. Các ngôi sao, hãy đến đây đi. Bắt được rồi nha. Bạn sẽ trang trí bức tường của mình.
tiếp theo. Vải thiên. Ồ vâng, đúng ý của mình luôn nè. Em nghĩ sao hả em gái? Nhìn mà buồn theo. Đừng có cãi nhau nữa. Hãy dùng cái túi ma thuật của mình đi. Oops. Bọn mình không thể. Nó trống rỗng à. Nếu vậy thì làm cái khác đi nào. Phép thuật. Phép thuật mạnh hơn khi có cả ba bọn mình. Ma thuật. Bạn sẽ tự xây cái khung nha. Sao cũng được. Ừ, nghe ổn đó. Đây, nhanh lên đi. Oh yeah, tuyệt. Tiếp tục đi. Bí mật đó nha. Oh, thành công rồi nè. Bọn mình tự làm được rồi. Sao mà lên được đây? Cao quá đi à. Ý mình là cũng không tệ. Ừ. Rất nhiều ngôi sao. Và tất cả là cho mình. Chị ổn chứ hả? Đương nhiên rồi. Mọi thứ có xảy ra với chị. Các bạn ơi, hãy nhắm mắt lại đi. Bây giờ thì thật ấm cúng mà. Hình như buổi sáng và buổi chiều đang có rắc rối đó. Thiết kế xích đu đi. Bình tĩnh đi, đừng có cãi nhau nữa mà. Không ổn đâu. Hãy chọn cái gì đó hiện đại đi. Chắc chắn là cái này rồi. Lựa chọn sáng suốt. Mình sẽ lấy trang này. Tránh ra. Ma thuật ban đêm, đừng làm mình thất vọng nha. Đã thành công rồi nè. Wow, quá đỉnh luôn. Thật đáng yêu. Cảm ơn nha. Nè dậy đi. Hả? Phải đi rồi, bảo trọng nha. Nhanh lên, bắt trước buổi đêm đi. Phép thuật, đừng làm mình thất vọng nha. Ủa, thất bại rồi. Bọn mình có thể làm được. Màu tím sắp xong rồi nè. Khối Rubik cho chị được không? Được chứ. Ủa, khối lập phương của em trông hơi khác một chút. Ồ vâng. Bây giờ sàn nhà thành sàn nhảy rồi nè. Nhạc có đang bật không vậy? Sao rồi nhỉ? Chà, chuẩn bị một bữa tiệc luôn. Họ thậm chí còn có một cái loa nữa. Mình có thể dùng một cái. Và một cái nữa. Cần có mấy cái ghế nữa. Cả ba cái. Này, cái gì vậy? Oops. Ờ, mình sẽ trả mà, cảm ơn nha. Yay. Tiệc tùng tiếp thôi nào. Micro. Ồ vâng. Mình đúng là ngôi sao. Dừng lại đi. Đây là phòng của mình mà. Bạn không được vào đây. Là lỗi của mình. Sàn nhảy chỉ có thể có một ngôi sao thôi. Với quả bóng disco của riêng mình. Mình phát cuồng vì nó. Thậm chí có thể viết một bài hát mới. Chuyện gì vậy? Mình không thể ngủ được. Thường thì mình sẽ ngủ ngay. La la la. Chị à, sao vậy? Sao chị vẫn còn thức? Không ngủ được. Mình sẽ giúp. Chúc ngủ ngon. Em đang làm cái gì vậy hả? Kế hoạch B. Chuông treo củi cho giấc mơ ngọt ngào. Cảm ơn em gái nhỏ. Ít nhất em có thể làm được vậy. Thật tuyệt vời. Thoáng nhìn thì hàng xóm đang gặp khó khăn. Bọn mình sẽ làm theo hướng dẫn. Mình đến với bạn đây. Mình có thể xem hướng dẫn được không? Rõ ràng như pha lê. Có phải em gái đang gọi mình không ta? Phải giúp thôi. Bạn đây rồi. Tốt thôi. Chào buổi sáng, công việc của bạn là trang trí tầng trên. Ngày à, bạn phụ trách cái giường nha. Được rồi. Ban đêm, chị lo tầng dưới. What? Gì cơ? Sao cũng được. Đã rõ chưa nào? Nếu đã vậy thì làm việc đi. Bọn mình có thể dời núi khi làm cùng nhau. Mang nó vào. Gần đến rồi đó. Dừng lại. Vậy đặt cái hộp ở đâu nhỉ? Khoan đã.
Mình cần tính toán lại một chút. Bạn biết đó, bạn có thể tự mình cầm lấy nè. Dây kim tuyến. Ngoài ra còn có sách hướng dẫn nữa. Để xem nào. Bước 1. Mở sách hướng dẫn. Cô bạn đang làm gì vậy ta? Công việc của mình là gì nhỉ? Tấm rèm đây. Mình biết tiếp theo là cái gì rồi. Đèn đã được lắp xong rồi nè. Các bức ảnh hài hước nữa. Hiu, mệt quá đi à. Mình cần phải sạc lại cục pin bên trong của mình thôi. Sẽ dễ dàng hơn nếu tự mình hoàn thành nó. Kệ đã lên nè. Bên này nữa. Có đủ chỗ cho mọi thứ luôn. Cô bạn thậm chí còn không làm được một nửa. Mình lấy dây kim nha. Mình sẽ làm rèm cửa. Xin chào. Chẳng có ích gì cả. Em gái à, giúp với. Xong xuôi. Hãy thêm nến. Và đám mây bông. Nhắm mắt lại đi. Mở ra nào. Thật tuyệt phải không nè. Wow, thật ngoạn mục mà. Tuyệt vời. 1, 2. Chà, ai sẽ là người chiến thắng cuộc thi đây? Đúng vậy, cuộc thi. Chào mừng các thí sinh lên sân khấu. Bọn mình sẽ thắng. Đừng có mơ nha. Căn phòng bí mật của buổi tối với ban đêm. Chà, ấn tượng quá đi. Căn phòng của buổi sáng với buổi chiều. Đội mới đã làm cho ban giám khảo choáng váng. Và giải thưởng thuộc về buổi sáng và buổi chiều. Yeah, làm được rồi. Không, làm thế nào mà. Bọn mình xứng đáng chiến thắng. Nhưng thành thật mà nói, không chỉ có bọn mình thôi đâu. Giải thưởng này là của các bạn nữa. Bạn đùa à? Không thể làm được nếu không có các bạn đâu. Cảm ơn nha. Chà, chị ơi, một cuộc phiêu lưu mới sắp đến rồi nè. Wow. Đây là đâu vậy ta? Đáng yêu quá à. Chuyển vào đây đi. Lý do, xem mình tìm thấy gì nè. Vật liệu xây dựng. Giúp mình xây căn phòng bí mật nào. Của cậu đây nè. Bọn mình lấy mấy thanh gỗ này làm gì chứ? Còn nữa đây. Mình còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Gần xong rồi. Mấy thanh gỗ cuối cùng nè. Wow, nhìn kìa. Wow. Ngạc nhiên chưa? Đêm nè, dậy đi. Mấy cậu muốn sao đây? Xem bọn mình có gì kìa. Đỉnh của chớp. Mà thiếu gì đó thì phải. Đúng rồi ha. Dùng phép thuật thôi. Làm cùng nhau nào. Tuyệt. Hoàn hảo. Wow. Dậy đi, đêm ơi. Lại xem biến thành thế nào rồi. Thích thật đó nha. Có chỗ để nằm xuống đánh một giấc đây nè. Đêm đúng là chỗ nào cũng ngủ được. Mình cần cái nệm để ngủ. Wow. Mình cũng dùng một cái. Xong xuôi. Sáng ơi, giúp mình chuẩn bị cái nệm cho đêm với. Xong ngay. Lên nào. Mình sẽ đặt tấm nệm xuống. Ow, đau quá à. Cậu làm tay mình đau đó. Không để mình ngủ yên được chút nào. Đừng có cãi nữa mà. Ứng dụng tập luyện buổi sáng yêu thích của mình. Mà để máy tính bảng ở đâu đây ta? Chiều ơi, mình cần cậu giúp đỡ. Cầm hộ mình với. Mình phải đứng đây một lúc sao? Cảm ơn, cậu làm tốt lắm đó. Wow, đẹp quá à. Mình cần tấm vải này. Chờ đó nha. Sáng ơi, cậu ấy làm gì vậy kìa? Cậu lấy tấm vải rồi sao? Mình sẽ trả tiền sau. Cảm ơn đã giúp đỡ nha. Bye. Mình nảy ra ý tưởng tuyệt đỉnh để trang trí phòng đây nè.
Đã xong. Quá đẹp. Chỗ này thích thật đó nha. Nhưng cần có thêm đèn. Wow. Chói mắt quá à. Ai bật mặt trời lên vậy? Đổi chỗ cho mặt trăng nào. Nè, không có ánh nắng thì mình lạnh lắm. Có rồi, mình sẽ tạo ra mặt trời của riêng mình. Không ai tắt được cả. Wow. Ủa? What? Mình khỏi ngủ luôn đó. Thật là không công bằng. Kẹo bông đó. Ăn không? Có chứ. Ồ, là đường nguyên chất. Cảm ơn, nhưng mình không nên. Au! Gì vậy trời? Wow, mấy đám mây đẹp tuyệt nha. Thích quá à. Mình sẽ đi du ngoạn cảnh đây. Wow. Quá chuẩn luôn. Mà thiếu thiếu gì đó ta. Wow, màn che chỉ có $1. Hàng tới rồi nè. Cái gì đây? Đùa nhau chắc. Có hướng dẫn nè. Chỉ cần đổ nước vào sao? Được rồi, mình sẽ thử. Wow, có hiệu quả rồi nè. Đáng yêu quá đi à. Còn xinh xắn hơn nếu như có thêm đèn. Đêm cổ điển. Mình cũng sẽ trang trí phòng. Thật là nhiều bông hoa. Wow, tuyệt chưa này. Mùi gì vậy kìa? Hoa đó. Không đẹp sao hả? Nè, thảm cỏ này ở đâu ra đó? Ủa, chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Mình thích đó nha. Chuyện kể về phi hành gia thật là hấp dẫn. Gì vậy? Ủa? Là lỗi của mình. Ôi da, đêm à, cẩn thận chứ. Xin lỗi mà. Wow, nón bảo hiểm thật nè. Đúng kích cỡ của mình. Gì đây ta? Mặt trăng. Giống hệt như trong hình luôn. Treo lên tường sẽ đẹp lắm đây. Cái nón hợp với mình thật đó. Căn phòng không đủ to bự. Có rồi nè. Mình sẽ tự làm tường trang trí riêng. Bướm bướm sẽ lo xong ngay. Đói quá à. Cậu phá hỏng hết trơn rồi. Xin lỗi mà, mình không cố ý đâu. Wow, cậu đúng là cố tình đó nha. Cảm ơn. Không có gì. Tới giờ bắt đầu bài tập buổi sáng rồi. Mình còn thiếu gì nhỉ? Cần thêm thiết bị tập luyện nữa. Trước tiên, mình sẽ thổi phồng quả bóng tập này. Xong xuôi. Giờ mình có phòng tập rồi nha. Mấy gái ơi, bắt đầu thôi nào. Wow, dễ thương quá ta. Áo, tiếc quá đi. Đây là phòng tập một người thôi. Bọn mình sẽ tập luyện ngoài này. Mình sẽ tập trong giấc mơ. Làm gì nữa để trang trí đây ta? Ồ, ghế đệm. Hay quá. Wow. Wow. Mình mua cái này. Cái này và cái này nữa. Oh yeah. Thêm tấm gương. Gì chứ? Xảy ra lỗi. Tài khoản không đủ. Không vui đâu nha. Mình muốn cái gương này. Wow, có tác dụng rồi nè. Mình xinh thật. Ô không, không thể ngủ nữa.
Mình cần cái gối mới. Ồ, mình có ý này nè. Mình muốn có gối hình mặt trăng. Lại đây nào. Ừ, khó quá vậy ta. Hiu, mình phải dồn sức nhiều hơn mới được. Giúp mình với mấy gái ơi. Mình cần phải lấy mặt trăng. 1, 2, 3. Yeah, wow. Cảm ơn nhiều nha. Xong chuyện rồi. Bye. Đi ngủ thôi. Đem đi đâu mất tiêu rồi ta? Xin chào, có ai không? Mình buồn ngủ quá. Kỳ lạ thật. Dậy đi. Dậy ngay đi. Xem giờ giấc kìa. Giờ cậu không thể ngủ được đâu. Về phòng đi. Mình ngủ đây. Đêm thậm chí còn dùng đồng hồ báo thức để làm gối nữa chứ. Tập luyện sáng sớm sẽ tạo nên sự khác biệt to lớn. Mấy gái à, đi theo mình đi. Nhanh lên. Lớp học thú vị quá ta. Mình mang theo vở ghi đẹp chưa nè. Muốn coi không, Holly buổi sáng. Nè Mary ban ngày. Sao vậy? Mình say nắng cậu ấy mất rồi. Ừ, bên bình minh rất xịn mà. Nè, sao vậy Mary? Cậu ấy định tiến tới với em gái Claire của mình. Cậu ấy coi mình như vô hình rồi. Đừng khóc mà, nhỏ Claire đó có gì hay ho đâu. Đi nào, mình cho cậu coi cái này. Thôi đi về lớp đi. Tiếng gì vậy? Làm gì có ai? Ổn không vậy hả Mary? Mình thấy buồn quá đi à. Nhìn mình đi nè Holly. Xấu xí như vậy thì ai thèm để ý chứ. Nè, đi thôi. Mình sẽ giúp cho cậu trở nên thật xinh đẹp. Được rồi, cứ tin vào phép thuật của buổi sáng đi. Ok, đồ make up của mình đã sẵn sàng rồi đây nè. Trang điểm xong rồi, đây. Đâu hả? Mình có thấy trang điểm gì đâu. Nhìn nè, mình trang điểm lên một tờ giấy. Đây là phong cách make up đó nha. Là cách nhanh nhất luôn đó. Wow, make up đẹp quá à. Cảm ơn ngàn lần nha. Giờ cậu phải diện bộ đồ lồng lộn lên. À, mình hiểu rồi. Này có được không? 100% là không. Bỏ cái bộ đồ nhàm chán đó đi. Giờ mình đi mua sắm thỏa thuê thôi. Đi nào. Cậu chắc chứ? Đừng như em bé vậy. Mình có nguyên cả ngày mà. Đây, mặc thử đi. Wow, đẹp quá dạ. Cậu mặc đẹp lắm nha.